Thuần hay đàn hát vẫn vơ, nhưng tôi nào hay giờ đây được hát sớm muôn triệu người. Cứ ước mơ đi cho cuộc đời sẽ mãi mãi mà nụ cười. Ngày hôm nay lần đầu tiên X-Fi tự chọn cho mình những bộ cánh để đi chơi ngoài phố thì cũng hơi còn bỡ ngỡ, nhưng mà không sao, nhờ chương trình Your Style đã mang lại cho X-Fi những trải nghiệm thật là thú vị. Những cánh diều mơ ước sẽ tung bay cánh chia sẻ ngay lúc đầu thì Banda chọn phong cách cho mình là một cô nàng rocker. Vậy các bạn đã chưa bao giờ thấy một cô nàng rocker mặc như thế này chưa? Hôm nay là thử làm tài stylist đi chọn quần áo của mọi người, nên Ban phải chọn một cái bộ trang phục phù hợp, vừa hợp với nhóm, vừa hợp với một buổi đi chơi. Các bạn có thấy năng động không? Xin chào các bạn đang theo dõi chương trình Your Style. Ngày hôm nay thì Hannah đã lựa chọn được một bộ trang phục mà Hannah thấy khá là ưng ý. Đó chính là Hannah sẽ mix một chiếc áo phông cùng với một chiếc quần sọc jean và khoác thêm ở bên ngoài một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển nhạt nữa. Thì chắc chắn là khi mà chúng ta đi ra đường vào những ngày mà khá là nóng bức thì màu xanh nước biển này sẽ làm chúng ta cảm thấy mát mẻ hơn, phải không nào? Và các bạn thấy bộ đồ của Hannah như thế nào? Hôm nay Du đi cùng với nhóm để lựa chọn trang phục dạo phố. Thì phong cách của nhóm là mặc quần jean và những chiếc áo thun màu sắc. Du thì rất là thích màu đỏ, cho nên là ngoài việc chọn chiếc áo thun màu đen này thì Du còn chọn thêm cả chiếc áo khoác này nữa. Các bạn có thấy đáng yêu không nào? Hello các bạn thân mến, vừa rồi thì X-Fi đã thay đổi những bộ trang phục rất là dễ thương. Bây giờ Hoàng Vũ xin được hỏi các bạn là điểm chung của những bộ trang phục này là gì vậy? À, điểm chung của những bộ trang phục này đó là jean và thun. Thì X-Fi mỗi người một cá tính khác nhau, sẽ có sở thích mặc quần short hoặc là quần skinny ôm, hoặc là có người thì thích mặc áo thun phối với áo sơ mi như thế này. Nhưng mà như Vô thì thích mặc áo khoác tại vì nhìn nó sẽ sport. Còn chị Banda thì thích theo kiểu là phối nhìn hai màu sắc, vẫn là thun nhưng mà hai màu sắc mặc như vậy cũng rất là lạ, đúng không nào? Còn Jenny thì chân Jenny rất là dài, cho nên là sẽ mặc quần đùi để tôn dáng lên, đồng thời là mặc một chiếc áo thun thật là khỏe khoắn năng động, và một cái áo sơ mi như vậy có thể khoác ngoài cũng được mà cũng có thể cột ở dưới, thế để là tạo được hai kiểu. Thì X-Fi chỉ muốn nói với các bạn rằng khi mà lựa chọn trang phục thì làm sao cho thật thoải mái, năng động và tự tin nhất. Wow, không cần đến stylist, những cô nàng trong nhóm X-Fi cũng có thể lựa chọn những bộ trang phục rất dễ thương và xinh tươi. Ngày hôm nay tuy là chỉ có 4 trên 5 bạn thôi cùng tham gia vào chương trình, thế nhưng chúng ta cũng đã có một buổi mua sắm hết sức thú vị và vui tươi. Với những ngày đầu năm mà rộn ràng tươi vui như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một năm mới thật là nhiều may mắn. Bây giờ thì đành phải nói lời chào tạm biệt đến nhóm X-Fi, và chắc chắn là X-Fi cũng có một cái thông điệp gì đó muốn gửi đến khán giả, đúng không? Các bạn ơi, X-Fi muốn gửi một thông điệp nhỏ thôi, đó là các bạn hãy lựa chọn những bộ trang phục đẹp nhất, hợp thời nhất, nhưng mà phải luôn giữ cho mình một phong cách riêng nhé. Wow, cảm ơn X-Fi, và chúng tôi cũng cảm ơn cửa hàng Dinomax Concept đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện thật tốt chuyên mục này. Các bạn thân mến, bây giờ xin mời các bạn cùng thưởng thức bộ sưu tập với những bộ trang phục rất dễ thương do chính X-Fi làm stylist. Và bây giờ một câu cuối cùng nhé. Xin chào. Đi qua, cái lạnh đã không còn, nhưng thời tiết cuối đông đầu xuân vẫn còn một chút lạnh,
đủ để các chàng trai cô gái điệu đàng những chiếc áo khoác khi ra đường. Những buổi sáng sớm hay những buổi tối, với những cú phượt ra ngoài ô thành phố với bạn bè, các chàng trai có thể mạnh mẽ hơn với những chiếc áo khoác bóng chày manly sẵn có. Các cô nàng có thể điệu đàng với những chiếc áo khoác nhẹ hay những chiếc gilet năng động và cá tính. Gió mùa xuân tới, bóng hồng tha thiết trong nắng đào, kiếm sống cô đơn. Với các chàng trai, sơ mi luôn tạo ấn tượng tốt nhất trong các loại trang phục. Nhưng với những cách mix đồ đa dạng và năng động, thì sơ mi cũng là một trong những sự kết hợp hoàn hảo nhất. Khi kết hợp một chiếc sơ mi kẻ ô với thun và jean, các bạn luôn nghĩ đến những chàng trai năng động và hiện đại. Sự kết hợp đơn giản nhưng mang lại sự trẻ trung của mùa xuân và tuổi trẻ. Khi mùa xuân tràn ngập trên các nẻo đường, ngoài việc phải chọn lựa những trang phục khi phối đồ, các chàng trai cũng nên lựa chọn những màu sắc phù hợp với mùa này. Những chiếc sơ mi kẻ ô xanh xanh đỏ đỏ giúp tạo nhiều ấn tượng hơn trong các buổi hẹn hò hay tụ tập la cà với bạn bè. Vì là mùa xuân, mùa tràn ngập các sắc hoa, mùa đẹp nhất của thiên nhiên trời đất. Vì thế khi lựa chọn trang phục, màu sắc cũng là một trong những tiêu chí hàng đầu cần quan tâm. Với sự năng động của tuổi trẻ, hòa với không khí mùa xuân đầy màu sắc, để tạo ấn tượng khi xuống phố và khi hẹn hò, các bạn gái cũng nên chú ý nhiều hơn đến trang phục của mình. Nói đến sự năng động và tiện lợi khi lựa chọn trang phục, thì điều đầu tiên các nàng thường ưu tiên đó chính là short. Với tiêu chí đơn giản nhẹ nhàng, các nàng thoải mái lựa chọn trang phục đi kèm như sơ mi, áo thun, áo cọc, áo kiểu, v.v. Short luôn mang lại sự năng động và trẻ trung cho các bạn gái khi xuống phố. Ngoài ra, váy ngắn, váy xòe cũng là sự lựa chọn tuyệt vời cho các cô nàng điệu đàng trong nắng xuân. Chân váy ngắn luôn mang hơi hướng trẻ trung năng động, nhưng cũng không kém phần nữ tính. Với chân váy dáng xòe xếp ly hoặc kiểu chữ A trẻ trung, bạn có thể lựa chọn cách mix cùng áo len bó hoặc với sơ mi kết hợp cùng áo khoác mỏng. Sự kết hợp này sẽ nâng cao được sự năng động vốn có của chân váy ngắn. Cho đời muôn màu, nồng nhạt hương thơm. Trời xuân mang niềm nhớ cho những kiếp người sống cô đơn. Nếu như mùa xuân năm ngoái, các nhà thiết kế thời trang tung ra những bộ cánh mang gam màu sáng như đỏ, xanh dương hay xanh lục, thì mùa xuân năm nay họ lại tiếp tục đẩy mạnh xu hướng tông màu nổi như xanh ngọc, đỏ tươi, cam vỏ quýt. Khi diện gam màu nổi như thế, các bạn đừng quên một bí quyết là trang phục đơn giản thôi nhé. Chỉ cần một chiếc áo sơ mi màu cực nổi đi cùng với chiếc quần màu trung lập là bạn đã trở thành người sành điệu nhất trong ngày xuân rồi đấy. Và những bộ trang phục màu sắc tươi sáng giúp cho bạn không có cảm giác lạc lõng giữa phố xuân. Xuân reo khắp nơi, trời ngát hương trầm, lòng mang vẫn vương. Hồn say mộng ước cùng những đóa hoa, ấp ủ trái tim từ những phút say mơ với mùa hoa thắm. Khắp trời xuân sáng vui tưng bừng, muôn sắc khoe tươi. Các bạn thân mến, những tiếng cười thú vị, những giây phút thư giãn và cả những bộ trang phục rất xinh đẹp từ X5 cũng đã khép lại chương trình Your Style ngày hôm nay với chủ đề nắng xuân năng động. Chúng ta đang đến với những ngày đầu tiên của năm mới 2013, tạm gác lại khoảng thời gian chúng ta vui chơi bên gia đình và người thân của mình. Đây là lúc tập trung hết mình cho công việc và xin chúc cho các bạn sẽ có được nhiều thành quả và nhiều thành công trong công việc và học tập của mình. Đến đây thì Your Style xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Bye bye!